Hà Lan sẽ phải nguyện cầu cho các đội của Anh có được một chiến thắng ở vòng đấu này. Như vậy là cuộc đối đầu giữa các cầu thủ Dortmund và Leipzig đã được bắt đầu. Peter Gulacsi, các cầu thủ còn lại mang số 16, Klostermann, số 5, Dayot Upamecano, số 4, Willy Orban, số 44, Kevin Kam. Rất nguy hiểm. Đó là tình huống đầu tiên tạo ra khung gió trước khung thành của thủ môn Marvin Hitt bên phía Leipzig. Benjamin Hendrick, số 25, Daniel Mo, số 7, Marcel Sabitzer, số 3, Angelino, số 11, Hi Chang Wang và số 10 là Forsberg. Huấn luyện viên trưởng của Leipzig là ông Julian Nagelsmann. Marc Reus. Các cổ động viên của Dortmund đã nói rằng đội bóng của họ đã quá đen, ít khi đủ lực lượng để có thể chơi ở những trận đấu quan trọng. Vẫn là Sancho. Rất khó chịu. Đó là tình huống uy hiếp khung thành của thủ môn Gulacsi. Marco Reus áp sát khung thành. Goal! Tỷ số đã được mở cho các cầu thủ Dortmund. Người tỏa sáng là một trong những cái tên được chờ đợi nhất bên phía đội bóng này, Marco Reus. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Marco Reus đã có tình huống chạy chỗ quá khôn ngoan, không hề có lỗi việt vị của cầu thủ người Đức. Đội trưởng của Dortmund đã có pha xâm nhập vòng cấm quá thông minh. Người đã chuyền bóng là Thorgan Hazard, một pha chuyền bóng có thể nói là rất kỹ thuật. Cú sút này là không thể cản phá. Niềm vui đến rất sớm với các cổ động viên của đội chủ nhà. Thật tiếc khi ngày hôm nay trên sân đồng Signal Iduna Park không thể chào đón khán giả. Đội chuyền của Hazard, Mahmoud Dahoud. Pha chuyền bóng rất kỹ thuật. Guerrero. Cú sút bằng chân trái của Guerrero. Đó là tình huống vẩy bóng khá kỹ thuật, nhưng đáng tiếc là tình huống dứt điểm vừa rồi của Guerrero đã nhìn không chính xác. Upamecano. Guerrero. Dứt điểm. Đó là cú sút của Marco Reus. Cú sút ở ngoài vòng cấm. Vô địch. Mahmoud Dahoud. Rất nguy hiểm. Cú sút của Mahmoud Dahoud đã đập vào người của một cầu thủ bên phía đối phương và đổi hướng. Đó là một tình huống sút bóng đập vào chân của Willy Orban. Dựa rất nhiều vào tấm vé tham dự Champions League. Rất nguy hiểm. Đó là cú dứt điểm của Hazard. Đường chuyền không thành công của Kevin Kam. Phản công dành cho các cầu thủ Dortmund. Marco Reus. Jadon Sancho. Cơ hội dành cho Sancho. Rất chậm rãi xuất điểm, không vào. Sancho đã chơi cực kỳ bình tĩnh ở trong tiếng vừa rồi, nhưng sau đó góc sút dành cho cầu thủ người Anh là quá khó. Upamecano đã lao về kịp thời ở tình huống rồi. Trước đó chúng ta hãy cùng xem lại tình huống xử lý rất thông minh của Mahmoud Dahoud. Nếu như Dortmund có được một bàn thắng nữa thì sự khó khăn sẽ được nhân đôi đối với các cầu thủ Leipzig. Dứt điểm. Cú sút cuối cùng là của Marcel Sabitzer, đội trưởng của Leipzig. Phấn của các cầu thủ. Và đúng lúc này thì tiếng còi kết thúc hiệp 1 của trọng tài Daniel Silverberg đã vang lên. 45 phút đầu tiên của màn chạm trán giữa Dortmund và Leipzig đã diễn ra tương đối hấp dẫn. Bàn thắng cũng đã được ghi. Bóng vẫn đang trong chân của các cầu thủ Dortmund. Guerrero. Jadon Sancho. Rất nguy hiểm. Goal! Tỷ số được nâng lên 2-0 cho các cầu thủ Dortmund và đó là Jadon Sancho. Chúng ta cùng xem lại bàn thắng này một lần nữa. Guerrero là người đã có tình huống xử lý rất hay trước đó. Và Sancho đã có pha đưa đối thủ trở thành trò hề.
Một tình huống ngoặt bóng thực sự là đơn giản của Jadon Sancho nhưng khiến cho Klosterman bị lỡ đà, và sau đó cú dứt điểm của Sancho không cần quá mạnh nhưng nó cũng đủ độ hiểm hóc để có thể đánh bại được thủ môn Gulasi. Và màn ăn mừng có thể nói là tuyệt vời của Jadon Sancho. Niềm vui của Hà Lan, cùng với đó là Bellingham. Sáu tình huống đã phạt góc và cả đó mùn lẫn. Rất nguy hiểm, tỷ số được cất rút ngắn xuống còn 1-2 cho các thủ Leipzig. Pha đá phạt góc thứ 6 của Leipzig được thực hiện và họ đã có bàn thắng trên sân đồng Signal Iduna Park. Người đã thực hiện quả treo bóng rất khó chịu ở tình huống rồi chính là Forsberg. Người đã mang vào và đánh đầu thành công đó là Klosterman. Hàng phòng ngự của Dortmund đã không thể theo sát được trung vệ bên phía Leipzig. Đường chuyền của Savitzer, Justin Kluivert, vẫn là Kluivert. Đường chuyền rất hay, Daniel Bro, goal! Chưa thể có bàn thắng gỡ hòa dành cho các thủ Leipzig. Đường chuyền rất khôn ngoan của Kluivert dành cho Daniel Bro. Lại thêm một lời cảnh báo nữa dành cho hàng phòng ngự của Dortmund. Vừa rồi thì cầu thủ người Tây Ban Nha đã có tình huống xoay chuyển rất hay. Rất nguy hiểm, cơ hội dành cho các thủ Leipzig. Dứt điểm, tỷ số được cân bằng 2-2. Hàng phòng ngự của Dortmund đã bị trừng phạt. Hai bàn thắng của Dortmund không nói lên quá nhiều điều. Ngay lập tức là hai bàn gỡ hòa. Hy Trang Hoàng là người đã có công lớn ở tình huống này. Pha ghi bàn của các thủ đội khách. Anh đã vượt qua được trung vệ Mats Hummels. Và sau đó là tình huống đưa bóng ra để cho Dani Olmo ghi bàn thắng quân bình tỷ số. Pha lập công của Dani Olmo là quá dễ dàng. Việc họ mất đi chức vô địch trong cuộc cạnh tranh với các cầu thủ Bayern Munich cũng không còn là điều quá bất ngờ ở giai đoạn này nữa. Sancho, cuộc tấn công dành cho các thủ Dortmund. Sancho, Guerrero, goal! Tỷ số được đưa lên 3-2. Niềm vui mừng của Erling Haaland cùng với đó là các cầu thủ Dortmund ở thời điểm này. Một trận đấu quá nhiều sự hấp dẫn, quá nhiều kịch tính. Pha đánh gót là rất điều nghệ của Jadon Sancho và sau đó tình huống trả bóng lại của Guerrero là hoàn hảo. Hàng phòng ngự của Leipzig đã hoàn toàn bị sững lại ở pha phối hợp này. Không có bất kỳ một cơ hội nào để cho thủ môn Gulasi có thể cản phá. Trong 3 bàn thua ngày hôm nay của các thủ Leipzig thì đó đều là những bàn thua không thể cản phá. Còn một sự bất ngờ nào nữa hay không? Pha dứt điểm là của Dani Olmo. Đó là cú dứt điểm không đủ hiểm hóc để đánh bại được thủ môn Burki. Dani Olmo cầm bóng rất khéo léo. Đường chuyền cho Sabitzer. Cơ hội dành cho Leipzig. Dứt điểm, không vào. Cú sút cận thành của Dani Olmo. Cú sút rất nguy hiểm của các thủ Leipzig. Khoảng trống đã đến. Trước đó thì Guerrero cũng đã có một tình huống tạo ra tác động. Và như vậy đúng lúc này thì tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài Daniel Siebert đã vang lên. Chiến thắng cuối cùng thuộc về các cầu thủ Borussia Dortmund. Một chiến thắng rất kịch tính, rất hấp dẫn. Trong một trận cầu được chú ý nhất của vòng đấu thứ 32, niềm vui của Haaland, niềm vui của Bellingham.